Còn tại Ấn Độ, trong vùng Sa Mạc Tha, nhiệt độ có khi lên trên 50 độ. Người dân tại đây kết hợp kỹ thuật cổ xưa với thiết kế hiện đại để làm nên một địa điểm học tập có không khí mát mẻ, dễ chịu một cách tự nhiên. Trường nữ sinh này dùng một loại vật liệu xây dựng với diện tích cổ thế kỷ 12 ở gần đó. Người ta thấy nhiệt độ trong lớp học thấp hơn bên ngoài 20 độ. Sân trường cũng là yếu tố giúp giảm nhiệt độ, giống như các công trình cổ từng dài giúp cả nhiệt, Vật liệu trát tường là đất có nhiều lỗ xốp giúp điều chỉnh độ ẩm và làm giảm nhiệt độ phòng một cách tự nhiên. Nhưng trên mái trường là những tấm pin mặt trời. Tường bao có gắn lam thông gió giúp cản ánh nắng gắt, trong khi cửa sổ được xây cao, dễ đưa nhiệt từ trong thoát ra ngoài. Thiết kế này là của kiến trúc sư Mỹ trai Aina Kellogg. Việc thi công do cộng đồng địa phương đặc nhiệm, trong đó có cả cha mẹ học sinh.